chào quý vị khán giả đang đến với chương trình truyền hình trực tiếp Điều Bạn Quan Tâm với chủ đề thoát vị đĩa đệm và phương pháp điều trị bằng vật lý trị liệu. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phối hợp cùng với phòng khám chuyên khoa vật lý trị liệu Ngọc Đức thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình của chúng tôi được truyền hình trực tiếp lúc 10 giờ sáng thứ bảy ngày 16 tháng 12 năm 2017 trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An cũng như trực tiếp trên FM tần số 96.9 MHz. Thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng thoát vị đĩa đệm là một bệnh khá là nguy hiểm, ảnh hưởng rất là lớn đến đời sống cũng như là sinh hoạt và cả phát triển kinh tế. Theo thống kê thì có khoảng 17% người Việt Nam hiện nay đang mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, và đặc biệt là cái xu hướng này ngày càng tăng. Và đó cũng chính là lý do mà chúng tôi thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay. Và đặc biệt tham gia chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các chị diễn giả. Xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Tống Thị Kim Ngọc. Và cũng xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Lương Ngọc Thọ đến từ phòng khám chuyên khoa vật lý trị liệu thành phố Hồ Chí Minh, người sẽ giải đáp cho chúng ta những thắc mắc trong chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay. Và để bắt đầu chương trình thì chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn phóng sự minh họa ngắn sau đây. Những ngày gần đây nhiệt độ bắt đầu hạ thấp, thời tiết chuyển sang mùa đông, trời lạnh cũng là thời điểm làm gia tăng thêm số lượng bệnh nhân tại các phòng khám. Đến với phòng khám Tâm Đức thành phố Hồ Chí Minh, giờ buổi sáng đầu tuần trở nên bận rộn hơn bởi số lượng bệnh nhân đến điều trị đông hơn. Qua theo dõi hơn 10 ca đến điều trị thì có khoảng 5 ca mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, trong đó có cả bệnh nhân nữ. Và qua trao đổi với một số bệnh nhân, chúng tôi nhận thấy đa số bệnh nhân đến đây thường là bệnh nhân lớn tuổi, từ 50 đến 70 tuổi, và có cả bệnh nhân nam lẫn nữ. Anh Nguyễn Văn Thành ở Biên Hòa, Đồng Nai cho biết khi anh đến đây gần như chân bị liệt và đau nhức không thể chịu đựng được. Căn bệnh của anh trở nặng hơn một năm nay. Dù đã đi nhiều nơi điều trị, kể cả Đông Tây Y, nhưng các cơn đau nhức lưng vẫn không giảm và chân anh có dấu hiệu bị teo nhỏ. Khi tìm hiểu được cách chữa bệnh bằng phương pháp vật lý trị liệu, anh đã tìm đến phòng khám này và điều trị được 3 tuần. Triệu chứng nó đau nhức rồi là tê chân nó chạy xuống chân là nó đằng tay em đi không được, ngồi dậy cũng không được luôn. À, nhất là khi mà sáng sớm ngồi dậy lại không ngồi dậy được. Dạ. Yeah. Sau rồi là nó đau quá, nó teo chân á. Nó teo chân em mới đi chữa. Cũng tại phòng khám này, chị Phạm Thị Kim Anh sinh sống tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, chuẩn bị xuất viện sau 10 ngày điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu. Chị tâm sự, cuộc sống nhà vườn, hàng ngày chị đi thu mua dừa trong xóm ấp và phải gánh nặng suốt thời gian còn trẻ. Đây là lý do ảnh hưởng đến việc đau lưng của chị. Khi bác sĩ kết luận chị bị thoát vị đĩa đệm 3 đốt cột sống lưng và bác sĩ chỉ định phải mổ, nhưng chị rất lo ngại khi mổ. Vì vậy, chị quyết định không mổ mà điều trị tại đây. Mới đầu nó nhức rồi cái mình tưởng là tê ấy, rồi mình cũng đi chạy chăm cứu này kia nọ. Cái sau này lên Chợ Rẫy mình chụp MRI là nó nói thoát vị đĩa đệm 3 có đốt. Dạ. Rồi cái nói mổ 50-50 mình không dám mổ, rồi mới về quê. Về quê cái mua thuốc uống đủ thứ trơn, cái hổm mới lên đài coi thấy ở đây á, mình đi lên đây điều trị là nay được 2 tuần. Tỷ lệ bệnh thoát vị đĩa đệm thường gặp ở người lớn tuổi, và nếu tuổi tác càng cao thì việc điều trị cũng kéo dài. Bà Trần Thị Điệp năm nay 70 tuổi phát hiện bệnh thoát vị đĩa đệm cũng khá lâu. Dù nhà ở Vĩnh Long nhưng gia đình cũng cố gắng đưa bà điều trị nhiều nơi ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mỗi khi thời tiết chuyển mùa thì cơn đau lưng của bà lại nặng lên. Vì tuổi cao nên điều trị bằng phương pháp phẫu thuật càng rủi ro cao, nên bà phải điều trị bằng phương pháp không phẫu thuật. Người bác sĩ mới đi cho chụp MRI, mới cho cô biết là cô bị thoát vị đĩa đệm 10 mm, thoát 10 mm nặng lắm. Cô vô đây cũng thời gian cũng 3-4 tuần. Ngày càng có nhiều bệnh nhân mắc bệnh thoát vị đĩa đệm. Tuy nhiên, bệnh nhân cần nhận thức rõ về căn bệnh của mình và tìm cho mình cách điều trị tốt nhất với sự tư vấn kỹ càng của bác sĩ chuyên khoa. Tránh việc chữa chạy nhiều nơi vừa tốn kém, vừa không hết bệnh mà bệnh càng trầm trọng.
Dạ vâng, vừa rồi là đoạn phóng sự minh họa. Chúng ta có thể thấy rằng ở tại phòng khám chuyên khoa vật lý trị liệu Ngọc Đức thành phố Hồ Chí Minh thì hiện nay đang điều trị rất là nhiều ca về cái thoát vị đĩa đệm và cũng được bà con rất là tin tưởng. Vậy thì đầu tiên em cũng muốn hỏi bác sĩ Ngọc là cái bệnh thoát vị đĩa đệm là như thế nào? Cái nguyên nhân làm sao mà có thể gây ra cái tình trạng thoát vị đĩa đệm này ạ? Dạ tôi cũng xin kính chào quý vị khán giả xem đài. Hôm nay tôi sẽ nói cho quý vị khán giả rõ hơn về cái cấu tạo của cuộc sống của mình đó là như thế nào. Và cái đĩa đệm, thường thì mình đi khám mình hay nghe nó thoái hóa cuộc sống hay là thoát vị đĩa đệm. Nghe thì nghe vậy nhưng mà mình không biết được là nó được cái cấu tạo ra làm sao. Thì cuộc sống của chúng ta nó có từ 32 cho tới 33 đốt sống. Trong đó thì đốt sống cổ là có 7 đốt, đốt sống ngực đó là có 12 đốt và đốt sống thắt lưng thì chúng ta có là 5 đốt. Xương tùm chúng ta có 6 đốt và xương cục là từ 4 cho tới 6 đốt sống, nhưng mà cái xương cùm và xương cục thì nó tạo thành một cái khối, người ta gọi là xương thiên. Rồi nó thành một cái khối chứ nó không có tách rời giống như là cột sống cổ, cột sống ngực, cột sống thắt lưng. Cột sống cổ, cột sống ngực, cột sống thắt lưng thì các cái đốt sống nó được chêm lót bởi cái đĩa đệm. Bởi cái đĩa đệm nó là một cái phần mềm, nó giống như là một cái miếng sụn mà để chêm cho các cái đốt sống. Chúng ta mà có gặp có ngửa có nghiêng có xoay thì cũng nhờ giữa đĩa đệm và đốt sống nó cứ liên tiếp nó nối nhau tạo một chuỗi tạo thành cái cột sống. Mà cái cột sống thì chúng ta biết rồi, nó là cái trụ cột để nâng đỡ toàn bộ cơ thể của chúng ta. Để tôi nói về cái cấu tạo sơ của cái đĩa đệm nó là một cái vòng sơ, ở chính giữa nó là một cái nhân nhầy. Bình thường thì cái nhân nằm ở bên trong ở chính giữa, nhưng mà khi mà chúng ta bị cái quá trình thoái hóa nè, do cái độ tuổi, hoặc là chúng ta làm nặng sai tư thế lâu ngày, hoặc là một cái tư thế sai thì nó tạo thuận cho cái vòng sợi bên ngoài á, nó bị rách đi. Thì cái nhân bên trong nó thoát ra bên ngoài, hoặc là nguyên cả cái khối luôn, nguyên cả cái đĩa đệm đó, vừa cái nhân nhầy mà vừa cái vòng sợi đó, nó không có rách để cho cái nhân ra ngoài, mà nguyên cả cái khối nó thoát ra, người ta gọi là lồi đĩa đệm. Thì lồi đĩa đệm nó sẽ dễ trị hơn, tại vì cái nhân bên trong nó không có thoát ra bên ngoài, là thành ra vòng sơ nó không có bị rách thì nó dễ dàng, nó dễ trị hơn so với những người mà thoát vị đĩa đệm. Nhưng mà khoa học thì hiện đại rồi, nghe tới vấn đề thoát vị đĩa đệm thì mình cũng có cái hướng điều trị hết chứ không phải lo lắng. Thì bình thường cái đĩa đệm nó nằm ở bên trong của cái cột sống, nó không có lấn chiếm ra ngoài tủy sống. Nhưng mà khi chúng ta mà bị thoát vị đĩa đệm thì cái đĩa đệm nó lấn vào lấn ra bên ngoài tủy sống thì nó chèn vào cái đường đi của cái dây thần kinh. Thì tủy sống hay dây thần kinh nó chỉ đi thôi. Thay vì cột sống cổ thì đĩa đệm, cái dây thần kinh nó đi từ cổ, nó lan ra vai, nó xuống tay của mình, lưng thì lan ra mông, xuống chân của mình. Nhưng mà khi mà đĩa đệm nó thoát ra, nó chạm vào cái đường đi của nó rồi thì làm cho người bệnh đau từ nếu mà cột sống cổ thì từ cổ xuống tay, mà cột sống thắt lưng là từ lưng xuống chân. Nhưng mà cột sống ngực thì cũng có thỉnh thoảng cũng có thoát vị đĩa đệm, nhưng mà ít thôi, tại vì cái cột sống ngực của chúng ta thì nó có một cái khung sườn bảo vệ rồi, cho nên là nó khó cái thoát vị đĩa đệm hơn. Còn cột sống cổ, cột sống thắt lưng là hai nơi là dễ dàng là bị cái thoát vị đĩa đệm nhất. Thưa chị, vậy thì nếu như mà cái đĩa đệm của mình nó bị thoát ra ngoài, nó chèn vào dây thần kinh thì cái dấu hiệu ban đầu có vẻ như là rất là đau đớn đúng không ạ? Vậy thì đó có phải là những cái dấu hiệu khi mà bệnh nhân đến với phòng khám của mình hay không vậy? Thông thường á, theo cái thống kê mà những người mà bị vấn đề về cuộc sống á, mà để đi khám liền thì rất là thấp. Khoảng chừng 20-25% đó. Thay vì mình có các cái bệnh như mình đau dạ dày đi chẳng hạn thì mình lo mình đi khám liền. Còn đối với những người mà người ta bị đĩa đệm cột sống thắt lưng á, ngay cả người ta đi khám rồi á, người ta đi khám đi chụp phim ra rồi, bác sĩ nói bây giờ kết luận trong cái phim nó kết luận là mình bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng đi ha, L3, L4, L5, biết là như vậy nhưng mà người ta vẫn không điều trị. Người ta nói thôi để mình về nhà mình sắp xếp đi. Hoặc là thôi từ từ thôi, nếu bác sĩ mà đi khám các cái phòng khám xương khớp thì bác sĩ cho thuốc uống đấy ha, mình nói thôi bây giờ hơi tạm ngưng để tôi về nhà tôi sắp xếp rồi. Chẳng hạn có một số người như vậy, người ta họ không có lo điều trị liền. Người ta đợi đến khi mà nặng thì là nặng người ta mới điều trị. Tại vì cái dạ dày thì người ta nói nghe dạ dày người ta sợ, hoặc là dạ dày thì nó hay làm buồn nôn buồn ói này kia, người ta lo lắng là người ta sẽ uống thuốc liền, uống thuốc cho nó đỡ đau, làm sao cho đỡ đau cho tôi đi, cho tôi khỏe cái đã. Còn ví dụ như cột sống, có nhiều người tôi thấy mà đau nhất đến nỗi mà người ta nói giống như là bị giật luôn vậy đó. Ví dụ như cột sống cổ mà nó giống như nó kéo cái cổ tôi vậy là nó không cho tôi thẳng được. Hoặc là nó
những cái cơ mà nó đau nhất làm cho người bệnh không thể nào mà người ta chịu nổi, mà về rồi ta cũng liền, người ta là cũng không có lo điều trị. Đó thì cái đối với các cái bệnh lý cột sống á, theo tôi khuyên thì mới thôi. Ví dụ như mình đau vùng cột sống cổ hoặc cột sống thắt lưng là mình lên điều trị liền. Mình đừng có để mà đau lan tỏa, đau từ cột sống cổ, đau mỏi hay mỏi cái vai hay nặng nề cái vai. Có một số người hay là cảm thấy họ giống như họ đang khiêng hoặc đang vác một cái vật gì ở phía sau vai, nhưng mà thật sự ra là không có không cái gì vác hết. Người ta cảm thấy, người ta nói tôi nặng lắm, tôi rất là khó chịu. Hoặc là cái vùng mà với không tới, cái vùng bả vai mà với không tới, người ta đau mà đau thốn dữ dội. Hoặc là một cái khi mà người ta làm một công việc gì mà người ta chú tâm nhiều quá là bắt đầu đau, nó co thắt mà nó đau ở cái vùng vớ hông tới, vùng phía sau cái bả vai. Người ta cứ nghĩ là cái đó không phải là cột sống cổ, cái đó chỉ là do cái bả vai thôi, là các hay là viêm cái bả vai hay là một cái bệnh lý nào đó, chứ người ta không nghĩ là do từ cột sống cổ như thần kinh mà nó kéo xuống. Thì cột sống cổ nó lan ra vùng cổ nè, nó lan ra cái vùng bả vai nè, nó lan ra hai bên vai của mình nè, nó xuống cái cánh tay và nó có thể là nó tê luôn cái bàn tay. Có một số người mà để lâu quá là nhức cái đầu, nhức căng lên vùng cái đầu nè, căng mà nhất mà nhất dữ dội. Người ta nói là càng làm việc càng căng càng đau. Hoặc là khi mà người ta ngủ trưa cũng vậy, người ta cũng thấy là đau đầu nhiều. Có một số người là đau đến nỗi mà tối người ta không ngủ được, người ta làm mất ngủ trầm trọng là mất kinh niên luôn. Đó thì lúc đó người ta mới đi điều trị. Nói chung là cái bệnh thật là nặng rồi người ta mới nghĩ tới cái vấn đề điều trị. Cho nên là đối với những cái bệnh cột sống á, khi mà mình nghe mình bị thoái hóa cột sống hay thoát vị đĩa đệm thì mình cứ yên tâm. Tại vì bây giờ khoa học nó tiến bộ rồi. Nếu mà mình không thích phẫu thuật thì mình điều trị bằng cái phương pháp bảo tồn, bằng cái phương pháp vật lý trị liệu. Mình kéo, mình nắng, mình chỉnh để mình nắng làm sao mà cho dây thần kinh nó không có chèn ép nữa thì thôi, chứ không có nghĩ là thôi cái bệnh này suốt đời cứ đi tốn tiền đi nào, đi đắp thuốc, đi đắp lá, đi uống uống thuốc của ông thầy này, đi uống thuốc của ông thầy lang nọ. Thì cái bệnh á, khi mà tới điều trị vật lý trị liệu lúc đó nó bệnh nó nặng rồi. Nhiều người ta khám, người ta nói là tôi tới đây là cái nơi cuối cùng rồi, nghe bác sĩ, tôi tới là cái nơi cuối cùng lắm rồi đó, cho nên là không hết nữa, thôi tôi không điều trị nữa. Tôi là tôi nhiều quá rồi, có nhiều người người ta không tin tưởng luôn. Người ta không tin tưởng á, người ta đi quá rồi, người ta sợ quá rồi. Cho nên là nếu mới thì mình điều trị thì nó sẽ nhanh hơn, chứ nó không có lâu. Còn để mà nó lan tỏa mà chèn ép nặng rồi thì khó lắm. Dạ, đó cũng là một cái hệ lụy từ cái việc mà chúng ta không tin tưởng vào bác sĩ, đúng không ạ? Chúng ta cứ đi những cái chỗ thầy lang, rồi đi đắp thuốc, và thậm chí là đi xin bùa nữa. Có người cho rằng là cái bệnh của mình là do vậy một cái tác nhân gì đó từ bên ngoài ảnh hưởng vào, chứ không phải là do cái sức khỏe của mình. Như vậy là cho nên là khi mà chúng ta có cái bệnh thì chúng ta tranh thủ chúng ta đi khám ở những cái phòng khám chuyên khoa uy tín như là phòng khám Ngọc Đức của mình, để mà có thể phát hiện sớm rồi điều trị cho nó rốt ráo mà đỡ cái chi phí nữa. Quý vị khán giả, chúng ta bây giờ vẫn có thể giao lưu với các chị diễn giả qua số điện thoại là 0272383833. Chủ đề này là một cái chủ đề khá là được nhiều người quan tâm, cho nên rằng mong rằng trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ nhận được thật là nhiều câu hỏi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần giao lưu với bác sĩ Thọ. Thưa bác sĩ, có nhiều người cho rằng cái bệnh thoái hóa cột sống với lại bệnh thoát vị đĩa đệm đó là hai cái bệnh mà là một. Vậy thì cái quan niệm này có đúng hay không? Với lại một cái nữa là hai cái bệnh này nó có liên quan gì với nhau hay không? Và bệnh thoát vị đĩa đệm thì nguy hiểm như thế nào ạ? Xin được mời bác sĩ sẽ chia sẻ. Rồi, xin kính chào quý vị khán giả. Xin chào MC Mỹ Yến. Về cái bệnh mà thoái hóa cột sống thì nếu mà so với thoát vị đĩa đệm thì nó tương đối là dễ chịu hơn một chút. Thì trước khi mình nói về thoát vị đĩa đệm, mình nói về cái thoái cột sống trước. Thì cái bệnh lý thoái hóa cột sống thì nguyên do là chủ yếu là những người có tuổi, thì khoảng tầm bắt đầu sau cái thời kỳ mà gọi là có thể là 45 tuổi trở đi, thì cái tình trạng của xương nó được cốt hóa đi, nó làm dẫn tới cái tình trạng là loãng xương. Thì nó không có được không được cung cấp do cái những cái tế bào, những cái chất dinh dưỡng nó không được hấp thu được tốt nữa. Thì trong cái khi mà mình thấy được trên cái tình trạng của thoái hóa cột sống thì có thể mình chụp phim X quang là mình đã thấy rõ. Thì cái vấn đề thứ nhất là mình thấy được cái gai, cái gai của trên cái thằng đốt sống đó. Thì những cái gai đó thì nó thường nó mọc ở phía trước, thì nó không có nguy hiểm
khi mọc ở phía sau thì nó mới nguy hiểm. Nguy hiểm như thế nào thì nó chèn vô phía sau thì có những cái tủy sống, có những rễ thần kinh, thì nếu mà nó dài quá thì nó mới chèn ép vô, nó làm cho cái bệnh lý mình nó càng ngày càng nặng hơn. Nhưng mà theo đa số thì cái gai thì nằm phía trước, thì cái gai phía trước thì nó không có nguy hiểm gì về vấn đề cái bệnh lý cuộc sống của mình hết. Nếu mà có gai mà kèm theo những cái vấn đề khác như trượt đốt sống hay gì đó thì nó mới nguy hiểm. Còn về cái vấn đề về bệnh lý thoát vị đĩa đệm á, thì nó liên quan tới, thì từ lúc đầu chị bác sĩ Ngọc cũng có nói về cái đĩa đệm thì nó có chức năng là giảm sốc. Thì ngoài ra thì nó giúp cho mình vận động, đi đứng nằm ngồi, có thể nghiêng xoay. Thì nó quá nhiều chức năng, quá nhiều cái vận động như vậy thì nó làm cho cái phần đĩa đệm dễ dàng bị thoát ra phía sau. Thì đĩa đệm tại sao thoát phía sau mà không thoát phía trước á, thì do cái mức giải phẫu của nó, thì cái phần cái đĩa đệm phía sau thì nó rất là mỏng, phía trước thì cái bao xơ rất là dày, nên đa số là thoát vị ở phía sau. Thì khi mà do những cái nguyên nhân, do những cái cơ chế mà nó thoát ra, thì cái đĩa đệm nó được thoát ra phía sau, nó chèn vô cái phần ống sống, thì trong cái phần ống sống thì nó có cái tủy sống, trong tủy rồi có rễ thần kinh, thì đã nói tới tủy sống, rễ thần kinh thì rất là nặng. Khi mà nó chèn ép vô rễ thần kinh thì theo cái từng cái rễ thì nó chi phối theo cái định khu khác nhau. Thì ở đây thì mọi người đều biết, thì khi mà đau cái cuộc sống thắt lưng á, thì họ biết được cái là đau thần kinh tọa. Thì mọi người cứ truyền tay nhau đó là cái đau thần kinh tọa, nhưng thực chất á, thì do cái phần đĩa đệm nó bị thoát, nó bị chèn ra phía sau. Ngay cái phần mà chỗ ngay L5-S1 á, thì nó có một cái dây thần kinh rất là dài, nó là thần kinh tọa hay gọi là thần kinh thông to. Thì khi mà nó chèn ép vô thì cái biểu hiện của nó thì nó sẽ đau lan từ ngay mông xuống mông, phía sau mông, phía sau đùi, mặt sau cẳng chân và xuống bàn chân. Thì lúc đó là cái bệnh, khi mà nó đau như vậy thì cái triệu chứng nó còn có thể là mình giải quyết được nhanh thì nó nhanh hết. Và khi mà nó chuyển qua tê ha, lúc đó thì nó hơi nặng rồi. Thì ngoài ra cái đó là những cái bệnh lý mà thoát dây do thoát vị đĩa đệm nó chèn ép ra thì một phần như vậy, nhưng mà nó có những cái bệnh lý nó nặng hơn nữa, thì có thể là khi mà máu huyết thì nó không được lưu thông tốt thì cơ bắt đầu nó teo, nó teo thì làm cho bệnh nhân đi lại rất là khó khăn. Khi đi lại khó khăn từ từ rồi bệnh nhân đi không được, đau nhiều, tê nhiều, rồi bệnh nhân nằm chỗ. Thì khi nằm chỗ như vậy thì nó nhiều biến chứng, nhiều biến chứng khác nữa thì mình cái đó mình chưa nói tới. Rồi cái vấn đề nghiêm trọng nữa là có thể là khi mà nó chèn quá nặng đi mà có thể tổn thương tủy sống thì bệnh nhân có thể bị liệt. Thì ngoài cái bị liệt cái đó là rất là nghiêm trọng rồi, còn nó ảnh hưởng tới rối loạn tiêu tiểu nữa. Nên cái vấn đề thoát vị đĩa đệm nó là cái bệnh lý rất là nghiêm trọng. Nó so với thoái hóa cuộc sống thì nó thoái hóa là không có lại gì hết. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Thọ. Bác sĩ Ngọc thân mến, em có một cái câu hỏi nữa là nếu như mà chúng ta điều trị bằng cái phương pháp vật liệu lý trị liệu thì nó sẽ có những cái ưu điểm gì so với phẫu thuật ạ? Và cái thời gian điều trị là bao lâu ạ? Đối với cái phương pháp vật lý trị liệu là nó có một cái ưu điểm là không phải động tới dao kéo. Tại vì khi mà phẫu thuật thì mình biết rồi, mình phải chuẩn bị đủ thứ hết á. Thứ nhất là trước đó là mình phải hạn chế mình không ăn uống rồi trong bao nhiêu tiếng nè, rồi sau đó mình đi mê gây mê. Thì tới vấn đề là có người ta họ bị dị ứng, dị ứng hoặc là sốc. Sốc thuốc mê đó là chưa kể chưa vào cuộc phẫu thuật thôi thì đã gặp những cái biến chứng khác rồi. Rồi trong khi đó là mình phải mổ xẻ, tại vì đa phần là mổ cái cuộc sống này ít khi nào người ta mổ nội soi lắm. Thường là đa phần người ta mổ hở không mà đó. Rồi cuộc phẫu thuật nó là đây là gọi là đại phẫu chứ không phải là phẫu thuật thông thường, phẫu thuật nhỏ. Chưa kể là những cái khoang để mình bắt ốc bắt vít hoặc là mình lấy hết cái nhân đĩa đệm bên trong ra, mình lấy hết cái phần nhân đó đi, mình thay một cái đĩa đệm giả vào. Mình thay một cái đĩa đệm giả vào rồi mình bắt cái nẹp vít mình cố định lại. Là phải khoan, nói chung là mình thấy khoan mấy cái sắt là mình thấy là đã nghe ớn rồi đó, phải không? Trong khi là khoan trong xương của mình đó là mình nghe là mình đã thấy ớn rồi. Rồi chưa kể là sau đó, sau cái cuộc phẫu thuật người ta gọi là hậu phẫu. Sau hậu phẫu là mình phải nằm hồi sức nè. Nằm hồi sức là không có người nhà được vô thăm. Rồi sau khi mà ra khỏi hồi sức là bắt đầu mình phải là chăm sóc để cho điều dưỡng người ta chăm sóc vết thương nè. Rồi có một số người á,
khi mà xuất viện về không sao, có một số người là nhiễm trùng vết mổ. Nhiễm trùng vết mổ là phải chạy vô, phải phẫu thuật lại, phải nạo, bóc tách này kia đó, rất là ghê gớm. Chứ không phải là tôi bị bệnh thoát vị địa đệm thôi, bây giờ mổ cho tôi một cái cho nó xong, cho tôi nó khỏe. Chưa chắc. Tôi chưa nói những biến chứng trong vấn đề mổ. Rồi sau khi mổ xong, có nhiều người đang đi đứng được, nhưng mà chỉ có đau nhức quá thôi. Đau bình thường là người ta đi càng xa thì người ta càng đau. Nhưng mà nghỉ ngơi thì người ta không đau. Lúc người ta nghỉ ngơi thì nó cơ thể mình nó dịu lại, nó đỡ hơn. Sau khi mà đi phẫu thuật ra thì hầu như người ta không đi được nữa. Người ta phải ngồi xe lăn thôi. Đó là trước mổ mình cũng đã làm cam kết rồi là 5 năm. Có thể là mổ ra thành công, nhưng mà có thể mổ ra là thất bại. Nhưng mà có một số người thì mổ ra người ta cũng có để được 10 năm. Có nhiều người ta vẫn thành công. Cho nên là tôi cũng không phản bác về vấn đề phẫu thuật. Nhưng mà những cái trường hợp mà để lâu quá để lại nhiều cái biến chứng rồi là phải phẫu thuật thôi. Hoặc là những cái chấn thương cuộc sống là mình phải phẫu thuật. Hoặc là những cái trượt đốt sống mà trượt quá nặng, trượt độ 2, trượt độ 3 chẳng hạn vậy. Trượt độ 4 thì cái đó thường chấn thương cuộc sống thôi. Đó, thì những cái trượt nặng quá thì mình cũng phải phẫu thuật. Hoặc là có những cái mảnh rời của cái đĩa đệm. Là thay vì đĩa đệm nó thoát ra ngoài nhưng mà nó vẫn còn ở ngay cái, nó còn dính lại chứ nó không có rời, nó không có rớt ra. Có một số người là cái nhân của cái đĩa đệm đó nó rớt vào trong cái tủy sống á, trong cái ống sống đó. Thì mình phải mổ để mình gấp nó ra. Cho nên là đối với cái vật lý trị liệu á thì so với cái phẫu thuật á thì cái chi phí nó vẫn là rẻ hơn rồi. Và được cái vật lý trị liệu á, khi mình đang đau như thế này mình điều trị rất là êm ái. Là giờ một số người ta cứ nghĩ là tôi đang đau quá mà điều trị bằng cái phương pháp vật lý trị liệu như thế này, tôi nghe kéo giãn cột sống mà kéo ra như vậy đau lắm ha bác sĩ. Thật sự thì rất đang đau mà cơ mà được giãn ra thì rất là dễ chịu. Dễ chịu dữ lắm. Và trong khi đó nó có những cái phương pháp khác như là sóng ngắn hoặc là cái sáp paraffin ủ vào cái vùng đau của mình á, chứ là mình đang đau lưng đi ha, là ủ vào cái vùng cột sống thắt lưng thì mình đang đau mà nó ấm thì nó làm cho mình dễ chịu. Nó dịu lại cái cơn đau, nó cũng dịu lại và nó gia tăng tuần hoàn tới cái vùng nuôi. Máu nó tới vùng đó nó lưu thông thì nó không nghẽn không tắc, thì lúc đó người bệnh thì giảm được cái cơn đau. Hoặc là nó có những cái sóng cao tần như là sóng siêu âm trị liệu. Cái sóng này nó tác động trực tiếp vào cái cột sống của chúng ta, nó xuyên thấu, nó có độ xuyên thấu rất cao, thì lúc đó là làm cho người bệnh rất là dễ chịu, mà nó sẽ giảm đi cái tình trạng viêm. Tại vì khi mà chúng ta chèn ép dây thần kinh thì đa phần nó bị viêm. Đó, cho nên là cái phương pháp vật lý trị liệu thì nó có cái nhiều ưu điểm, nhưng mà bù lại nó cũng có một cái khuyết điểm là gì, là không phải một lần chúng ta hết được, mà chúng ta phải đi nhiều lần. Trước mắt á, đối với người bình thường thôi là chúng ta phải đi liên tục là trong 2 tuần. Trong 2 tuần liên tục, rồi sau đó sau 2 tuần mình bớt rồi mình đi duy trì thôi. Giống như xe máy hàng tháng mình phải đi bảo trì bảo dưỡng chẳng hạn vậy, thì cái này là sau khi mình bớt hẳn hoàn toàn rồi thì lâu lâu mình đi tới để vật lý trị liệu để mình duy trì. Và cái chi phí của vật lý trị liệu thì nó cũng không cao lắm. Chẳng hạn như một lần mà kéo giãn cột sống á thì nó tầm khoảng là 50.000, hoặc là một cái lần mà siêu âm trị liệu á cũng 50. Thì nếu mà người bệnh mà bị thoát vị địa đệm cột sống thắt lưng ha, thì nó tầm khoảng 4-6 cái phác đồ, nếu mà mình chưa lan xuống chân. Còn nếu mà lan xuống chân á, nếu mà những người bệnh mà đau từ lưng mà lan xuống chân á thì điều trị nó hơi nhiều hơn, là khoảng tầm là khoảng nếu mà tính 6 phác đồ đi ha, nó khoảng tầm 300 một ngày. Còn nếu mà cột sống thắt lưng không thì khoảng tầm 250-260 một ngày. Thì mình nhân lên, trước mắt là mình điều trị trong 2 tuần trước, rồi sau 2 tuần đó cứ mỗi tuần là được bác sĩ người ta tái khám lại rồi, người ta đánh giá là bây giờ trong 1 tuần nè anh ảnh điều trị nè, bây giờ cái chân hết đau rồi, bây giờ chỉ còn mỏi cái lưng thôi, thì lúc đó mình chỉ đánh vào cái lưng thôi, mình không còn tập trung cái chân nữa, thì cái phác đồ mình cũng sẽ giảm lại và cái chi phí mình cũng sẽ giảm lại. Cho nên là đối với cái phương pháp vật lý trị liệu á, khi mà chúng ta nghe nói tới á, thì chúng ta đừng có nghĩ nó là đông y, tại vì đa phần người ta cứ nghĩ là
vật lý trị liệu đó là đông y, tại tôi sợ tây y quá rồi, cho tôi vật lý trị liệu đi không? Dạ. Vật lý trị liệu đó là tây y, cho nên là mình cũng vừa kết hợp thuốc luôn, mà mình vừa tập vật lý trị liệu thì cái nó đem lại hiệu quả cho mình hơn. Nhưng mà có một số người, người ta đau dạ dày nhiều quá, hoặc là người ta đã uống thuốc nhiều quá rồi, hoặc là có một số người là tôi thấy tới là cái hội chứng Cushing, là cái mặt nó như mặt trăng á, nó tròn, nó là do bị nhiễm nước á, là những người đó là cái mặt bự, cái bụng bự, cái người thì bự lắm mà tay với chân nhỏ xíu à, nó teo lại, đó là do cái uống cái corticoid quá nhiều. Những cái trường hợp đó thì giờ mình có uống thuốc nữa thì nó cũng không có tác dụng gì nhiều, cho nên là mình điều trị bằng vật lý trị liệu không thôi, không cần phải uống thuốc. Tùy theo người thôi, với uống thuốc thì sẽ nhanh hơn, kết hợp thuốc với kết hợp vật lý trị liệu nhanh hơn. Còn có nhiều người mà ta có những thêm có bệnh lý kèm theo thì thôi, mình chỉ tập vật lý trị liệu thì thời gian điều trị nó dài hơn người ta hơn chút xíu. Thì tốt nhất là những người mà đã bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ hoặc cột sống thắt lưng, thì khi mà mình đi thăm khám thì mình cần phải đem hết tất cả mà phim ảnh hay là những từ đó thì mình uống thuốc cái gì, mình cấp cả to thuốc của bác sĩ, mình sẽ đem lên cho bác sĩ người ta xem, người ta sẽ đánh giá và người ta sẽ cho mình cái phác đồ cụ thể hơn để mình điều trị nó hiệu quả hơn. Dạ. Thật ra thì em nghĩ là cái phẫu thuật hay là điều trị bằng cái vật lý trị liệu thì cái thời gian của nó có lẽ là cũng không có chênh nhau nhiều lắm. Tại vì khi mà mình phẫu thuật xong thì một tuần mình cũng phải đi tái khám, rồi sau đó là 2 tuần, thậm chí là khi mà mình phẫu thuật xong thì bác sĩ cũng kêu mình đi tập vật lý trị liệu nữa. Cho nên em nghĩ ngay từ ban đầu mình chọn cái phương pháp vật lý trị liệu thì có lẽ mình sẽ tiết kiệm được khoảng thời gian rất là lớn và một cái khoản chi phí cũng rất là khá. Dạ. Xin được cảm ơn bác sĩ Ngọc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe những câu hỏi giao lưu qua điện thoại của quý vị khán giả gọi điện thoại về giao lưu với chúng tôi qua số 0272 383 833. Xin được mời bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi lắng nghe câu hỏi đầu tiên ạ. Em tên là Quỳnh Nhật Quỳnh. Dạ em ở Bình Thuận á, mà cho em hỏi bác sĩ á, là em bị cuộc sống thắt lưng á chị, mà em cái chân em bị tê á, bây giờ thì cho em hỏi bác sĩ thì cái hướng điều trị nó như thế nào? Rồi cái cho em hỏi nếu mà em tập ở trên cái phòng khám của bác sĩ bên chỗ Ngọc Đức đó chị, thì chi phí điều trị như thế nào, rồi có chỗ ăn chỗ ở không, để biết được em sắp xếp em để em điều trị luôn chị ơi. Dạ xin được cảm ơn anh, những câu hỏi rất là thiết thực. Dạ, xin được mời bác sĩ Ngọc, chúng ta sẽ trả lời cho anh ạ. Trường hợp của mình á, thì nghe qua giọng nói thì mình cũng còn trẻ chứ không có phải là lớn tuổi. Thông thường á, thì các cái bệnh lý về cột sống này nè xảy ra đối với dân văn phòng rất là nhiều hiện nay nha. Hiện nay theo thống kê thì xảy ra với dân văn phòng nhiều lắm, đặc biệt là cột sống cổ. Cột sống thắt lưng đối với dân văn phòng thì cũng có, nhưng mà nó lại ít hơn so với cột sống cổ. Còn đối với những thanh niên mà lao động á, trong cái độ tuổi lao động á, mà lao động phổ thông á, thì bị cột sống thắt lưng rất là nhiều. Thì trường hợp của em này thì thấy cũng còn trẻ thôi, cũng còn trẻ, mình cũng đã bị đau cột sống thắt lưng mà đau lan xuống chân. Thì tốt nhất là nếu mà em chưa có đi khám ở đâu á, thì em cần nếu có dịp nào vào Sài Gòn á, thì em có thể ghé vào phòng khám của chúng tôi, phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức. Thì chúng tôi sẽ có đội ngũ bác sĩ, người ta sẽ tư vấn thăm khám cho mình, xem thử cái mức độ chèn ép của mình nặng hay là nhẹ. Nếu mà mức độ mà chèn ép quá nặng thì mình cần phải nên chụp một cái cộng hưởng từ MRI để xem là cái lưng của mình có bị thoát vị đĩa đệm hay không. Tại vì nếu mà mình đau lưng mà đau chân như thế này là đó là do ảnh hưởng chèn ép của dây thần kinh tọa rồi. Thì mình cần phải lên khám để bác sĩ sẽ có những cái test á, những cái test bác sĩ sẽ kiểm tra cho mình, xem thử coi anh này ở mức độ nặng nè, bác sĩ sẽ đánh giá được, hay là ở mức độ nhẹ nè. Nhẹ thì mình chỉ cần chụp một cái X-quang thông thường thôi, để mình xem là mình trẻ như thế này có hay bị viêm cột sống dính khớp hay không, có bị gai đôi cột sống hay không, là những cái tật bẩm sinh á, mình có xem có bệnh lý nào khác nữa hay không. Thì nếu mà đã được có được cái kết quả điều trị, có được kết quả là mình bị cái gì rồi, thì bác sĩ sẽ cho mình có hướng điều trị bằng cái phương pháp gọi là vật lý trị liệu. Và tôi cũng xin nói với em rằng là cái vật lý trị liệu là trước mắt là em phải sắp xếp từ 2 cho tới 3 tuần. Nếu ở Bình Thuận thì cũng hơi xa, thì trong phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức của chúng tôi thì cũng có cái chỗ cho bệnh nhân người ta ở lại, có chỗ lưu trú lại. Thì nó có 2 loại giường, một giường là 50.000 một ngày một đêm, và một giường là 70.000 một ngày một đêm. Ở phòng máy lạnh phải đầy đủ tiện nghi. Nếu mà em mà ở xa thì có thể là
mình tập sáng tập chiều luôn, tập cả ngày hai lần luôn. Sáng một lần, trưa mình về mình nghỉ ngơi, chiều mình tập một lần nữa. Tại vì mình ở xa mình không có thời gian. Còn những người mà có thời gian thì người ta chỉ cần ở Sài Gòn chẳng hạn thì người ta chỉ tập một ngày một lần là được rồi. Tại vì người ta ở gần đây. Đó, cái chi phí đối với em là em đã lan xuống hai chân rồi, cột sống thắt lưng mà lan xuống hai chân rồi thì nó giống như tôi cũng đã nói rồi là nó tầm khoảng là 6 phát đồ á. Sáu phát đồ mà phải lên test lại nha, phải lên xem lại thì nó khoảng 300.000 một ngày. Thì trước mắt mình sắp xếp 2 tới 3 tuần. Như vậy tính ra cái chi phí thì cũng là hợp lý so với cái nguồn thu nhập hiện nay của bà con mình, cái mặt bằng chung. Nhưng mà cái vật lý trị liệu thì có thể là nó sẽ đạt được cái hiệu quả cao nhất cho những cái người bệnh. Vậy thì em muốn hỏi thêm là hiện nay cái phòng khám chuyên khoa Ngọc Đức của mình đã điều trị những cái bệnh nhân thoái hóa cột sống như thế nào, rồi thoát vị đĩa đệm như thế nào và cái hiệu quả ra sao ạ? Đa phần cái bệnh lý mà về cột sống á, ở đây bây giờ nó xảy ra nhiều lắm. Từ thành thị cho tới nông thôn là do cái vấn đề xã hội hóa, bây giờ là do cái vấn đề dân số hóa, công nghiệp hóa, là người lao động người ta phải làm việc, nói chung là làm việc ngày việc đêm. Điển hình hôm qua tôi có khám thì cái chị nói là chị làm trong sân bay, chị nói là nhiều lúc á hả, chị ngồi chị làm mà chị quên, chị quay giờ đồng hồ là 12 giờ trưa mất tiêu rồi. Thì tôi mới nói chứ ủa trời ơi, chị làm gì mà làm dữ vậy, làm chút xíu thôi, 1 tiếng 2 tiếng là chị phải đứng dậy, chị không cần phải đi đâu đó, chị đứng dậy chị vươn vai một chút xíu thôi, chị ngồi xuống, hoặc là chị đứng dậy chị bước tới chị uống một ly nước. Và chị nghĩ chắc lẽ từ sáng tới trưa mà chị không uống một cái ly nước nào mà chị cũng làm việc được hay vậy hả, chị quên luôn đó. Thì những trường hợp đó làm sao cuộc sống nó chịu nổi. Cuộc sống của chúng ta chẳng hạn như con người của chúng ta thôi, ban ngày chúng ta làm việc, ban đêm chúng ta nghỉ ngơi cho các cái cơ thể của chúng ta nó sẽ nghỉ ngơi lại, đúng không? Mọi cơ quan trong cơ thể luôn, ngay cả từ dạ dày. Tại sao người ta nói là không nên ăn trước 7 giờ tối, không nên ăn sau 7 giờ tối? Tại sao dạ dày người ta đã làm việc từ sáng tới 7 giờ tối rồi mà giờ tối bắt con ta làm việc nữa đâu có được, đúng không? Làm việc đó là nó là sai khoa học, mà lúc tối đó nó ít làm việc, cho nên là để mà co bóp thức ăn dẫn tới mà để cho thức ăn tiêu hóa thì nó rất là khó, thì nó đâu có làm việc mạnh như ban ngày được. Hoặc là nước cũng vậy, nước người ta nói là ban ngày phải nên uống nhiều nước, chứ ai đâu bao giờ nói là ban đêm nên uống nhiều nước, có ai khuyên vậy đâu, đúng không? Làm vậy thì thận sao nó là chịu nổi, đúng không? Đó thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta làm phải cho nó nghỉ ngơi. Chúng ta ví dụ như làm chừng 1-2 tiếng chúng ta phải cho nó nghỉ ngơi xíu thôi, chúng ta làm việc tiếp không sao hết. Nếu chúng ta bắt nó làm liên tục trong 4 tiếng thì làm sao nó chịu nổi? Tại vì khi chúng ta ngồi như thế này, đâu ai mà được ngồi thẳng như thế này mà làm việc, sao người ta làm khó lắm. Làm người ta phải chú tâm nhìn cái này nhìn cái kia đó, làm như vậy thì cái cơ của mình nó làm mất cái quân bình cơ đi. Cái cơ của chúng ta chẳng hạn như tôi cúi như thế này thì cái cơ cúi này nó làm nhiều á, cái cơ phía sau nó làm ít. Cho nên khi chúng ta ngửa ra cái đau vùng phía sau lắm, chúng ta ngửa ra đau cực kỳ đau chẳng hạn vậy. Hoặc là chúng ta ngồi chúng ta cứ khum cái lưng như thế này. Khi mà đứng thì mình vươn qua mình đi một cái là đã thay đổi rồi. Do cơ mình nó bên đây nó làm quá, bên kia thì nó giãn ra. Khi mình đứng dậy cái rồi đầu là nó đau rồi. Thấy không? Cho nên là mình cần phải giữ một cái tư thế sao để cho nó hợp lý và cho nó đúng với cái bệnh của mình. Và tôi cũng nói thêm là cái về cái vật lý trị liệu. Vật lý trị liệu thì hầu như ở đâu cũng có, nơi nào nó cũng có, tỉnh nào cũng có, ngay cả Long An này cũng nó, Tiền Giang nơi nào đó. Tại vì đa phần là bây giờ Sở Y tế nó bắt buộc luôn, đã anh muốn thành lập cái bệnh viện thì phải có một cái khoa phục hồi chức năng, phải khoa vật lý trị liệu, hoặc là các cái bệnh viện mà hồi xưa người ta không có thì bây giờ người ta phải bổ sung mới được đó. Thì vật lý trị liệu ở nơi nào cũng có hết, nhưng mà mình cần phải là có những cái trang thiết bị như thế nào. Chẳng hạn như cái máy nội soi ngày xưa, nội soi là mình sợ lắm, nghe tới nội soi ai cũng sợ đó, cái ống nó dài vô mình giống như mình thở không được á. Nhưng mà giờ nội soi bây giờ nó tăng tiến rồi, nó làm nhỏ lại cái ống, nó nhỏ lại nhưng mà thấy vẫn thấy rõ, vẫn hiệu quả. Đó là do là ở khi mà càng về sau là máy móc nó cải tiến lại, nó sẽ cao cấp hơn, thì cao cấp hơn thì nó sẽ cái giá tiền nó cao hơn, chi phí nó cao hơn đó. Cho nên là về vật lý trị liệu tôi cũng nói luôn, thì đối với những cái máy móc vật lý trị liệu thời trước á thì đa phần là người ta sử dụng bằng thủ công, chẳng hạn như người ta kéo bằng tạ, hoặc là những cái máy móc mà nó cái phần mềm của bên trong của nó không có tốt. Chẳng hạn như là bây giờ máy móc hiện đại bây giờ, ví dụ như mình kéo mà cảm thấy sai như thế nào nó ten ten, hoặc là khi mà
nó có cái cài đặt sẵn cái chương trình cho mình luôn. Đối với những bệnh nhân người ta đau cấp thì mình dành cho nó có cái chương trình cho người đau cấp. Đối với những cái bệnh nhân mà đau lâu năm rồi thì nó có cái chương trình dành cho người lâu năm rồi. Tùy theo chứ không phải là ai vô cũng kéo như thế này, ai vô cũng kéo giống vậy. Chẳng hạn rồi, với lại là đúng bây giờ mình cài đặt là một bệnh nhân á, một lần về như phòng khám của chúng tôi là 18 phút đối với một lần kéo, thì một lần kéo của người này là 18 phút. Mình cứ cài đặt chương trình, tại vì đâu phải là một bệnh này không đâu, còn nhiều bệnh khác nữa. Đó, cho nên mình cũng có thể là không cần phải mình đứng ngoài mình nhìn như thế này. Nhưng mà khi mà có một vấn đề gì là nó báo động cho mình biết. Vừa hết giờ là nó kêu tan tan là mình biết hết giờ mình tới mình gỡ. Còn chẳng hạn như những người, nhiều người người ta kéo tả hay kéo những cái máy móc ngày xưa đi kéo ra rồi thôi đứng đó, có nhiều người ta làm người ta quên đi, có nhiều người kéo tới 25 phút, có nhiều người kéo tới 30 phút, có nhiều người mới có 15 phút rồi có là gỡ cho con ta rồi. Đó thì nó không có hiệu quả. Cho nên là đối với cái phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức của chúng tôi thì chúng tôi trang bị những máy mà nhập từ châu Âu, thì cả châu Á, đối với từ châu Á là tôi không nhập rồi. Máy từ châu Âu, và tiêu chí của tôi là tôi không để cho bệnh nhân đợi. Bên tôi là phòng khám của chúng tôi thì không có lớn lắm, nhưng mà trang bị máy móc rất là nhiều. Chẳng hạn như máy kéo, không đầu kéo không, tôi có tới 6 cái đầu kéo lận, 6 cái máy kéo lận. Rồi cho nên là bệnh nhân không phải chờ hết cái chuyên môn này là phải qua cái chuyên môn khác. Rồi nhân viên cũng vậy, kỹ thuật viên cũng vậy. Kỹ thuật viên là ví dụ như tôi có 30 giường là 30 em kỹ thuật viên. Thì một em phục vụ cho một người. Cho nên là mình sẽ không có chờ. Tại vì ví dụ như có một số người hả, có một số nơi như trong bệnh viện đây, người ta nói làm thì cái nó cũng không có đắt lắm mà hả, vô cho tôi làm có hai lần hả, hai môn hả, là môn kéo với môn chiếu đèn hả, mà tôi chờ quá trời chờ luôn. Tôi ngồi tôi kéo xong, có đợi tôi đợi chắc cũng phải là một tiếng hoặc hai tiếng sau tôi người khác lên tôi mới được tới cái chuyên môn tiếp theo chẳng hạn vậy. Còn đây thì mình hết cái chuyên môn này đa phần là mình phải tới chuyên môn khác, chứ mình không có để cho bệnh nhân chờ đợi. Tại vì khi những người đau lưng như thế này mà ngồi thì mình phải ngồi, mình có cái điểm tựa. Mình ngồi phải có một cái tư thế 90 độ như thế này và có cái điểm tựa thì cơ nó mới được thư giãn, nó mới không có làm việc nhiều. Mà bệnh đau lưng á, đau cột sống hoặc đau cột sống cổ vậy, cứ ngồi càng lâu là càng đau, hoặc là đứng nhiều cũng càng đau, hoặc là đi nhiều cũng càng đau. Đó, cho nên là tiêu chí của phòng khám của chúng tôi thì không phải để cho bệnh nhân chờ, và máy móc thì chúng tôi nhập từ châu Âu thôi. Như vậy thì chắc chắn là cái hiệu quả nó phải tốt hơn những cái nơi khác rồi. Đúng là cái phòng khám chuyên khoa thì nó phải có cái khác, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một câu hỏi tiếp theo của quý vị khán giả. Xin được mời câu hỏi số 2 ạ. Tên Nguyễn Đức Năng ở Mỹ Phước, Bình Dương. Muốn hỏi bác sĩ là tôi bị đau cái thắt lưng mà nay cách nay khoảng chừng 3 tháng. Rồi nó có một cái vấn đề là không biết sao mà nó xuống với từ cái mông nó chạy xuống dưới cái chân bên trái á. Ban đầu thì nó tê nhưng mà bây giờ là nó nhức luôn. Không biết là cái đó là bệnh, nghe nói là bệnh viêm thần kinh tọa đó, không biết phải không. Rồi phần thứ hai nữa là hỏi bác sĩ là có thể là mình trị vật lý trị liệu có tốt không, hay là sao, là điều trị bằng cách nào tốt hơn? Dạ, xin được cảm ơn anh. Câu hỏi này thì xin được mời bác sĩ Thọ chúng ta sẽ trả lời ạ. Xin chào anh. Thì anh có mô tả qua là anh đang đau cái vùng thắt lưng và đã chèn xuống mông, xuống đùi. Thì anh hỏi có phải là đau thần kinh tọa hay không? Thì ở đây thì mình đã chưa đi, không biết anh đã đi khám ở đâu chưa? Thì anh có chụp phim X-quang hay là MRI chưa? Thì nếu mà anh đã chụp MRI rồi thì mình sẽ biết rõ được cái vấn đề của anh là thoát vị ngay cái vùng nào. Thì ở đây khi mà anh đã đau xuống mông, xuống đùi thì không biết là nó ở phía sau hay là phía bên, cái đùi ở phía sau hay là cũng ở phía bên phía trước. Thì muốn chính xác á, thì mình phải có những cái bài test, những cái bài test về cái mặt lâm sàng, rồi những cái cận lâm sàng là cái MRI. Thì cái đó là cái chẩn đoán 100% là chính xác nhất. Thì ở đây qua sẵn nói luôn á, thì những cái đĩa đệm mà cái vùng thắt lưng á, thì mình có tới 5 đĩa. Thì mỗi vùng đĩa thì nó tương ứng với khi mà nó bị chèn ép thoát ra phía sau ống sống của mình á, thì nó sẽ chèn vô một cái rễ thần kinh khác nhau.
Khi ví dụ thì mình cái do cái công việc, do cái tư thế sai của mình á, thì lực nén của cái cuộc sống nó được đè ép xuống cái vùng mà thay bị nhất là chỗ ngay đốt sống L4, L5 và L5S1. Thì khi mà bị chỗ L5S1 thì nó sẽ chèn theo cái rễ dây thần kinh lớn nhất là dây thần kinh tọa, thì nó đi ở mặt sau phía mông, phía đùi sau, phía sau cẳng chân và dưới ngón chân cái. Thì đó là cái dây theo cái dây rễ đó. Còn khi mà mất ở trên L4, L5 nó lại đi theo một cái rễ thần kinh khác, nó được chi phối định khu ở cái vùng trước đùi, xuống cái mặt ngoài đùi, mặt ngoài cẳng chân. Nó là như vậy. Khi mà muốn chính xác nhất á, thì anh nên đến cái phòng khám mà đúng chuyên khoa để được kiểm tra, để được test những cái dấu hiệu rất là rõ, rất là đặc trưng. Yeah. Rồi ngoài ra thì nếu mà cái vấn đề của anh nó nặng quá thì mới cho anh đi chụp cái MRI để biết chính xác nhất là nó đang ở bị cái vấn đề thoát vị ở chỗ vị trí nào. Thì mong anh á, thì anh đã cái biến chứng thì đã xuống chân rồi, xuống tê rồi, nhức rồi, đau rồi, thì anh cố gắng anh sắp xếp cái thời gian đi tới những cái phòng khám chuyên khoa gần nhất, hoặc là có thể có thời gian á, anh lên chỗ ngay thành phố Hồ Chí Minh thì đến với chúng tôi sẽ thăm khám kỹ cho anh và cho những cái phác đồ hướng giải quyết cái bệnh lý của anh. Thì anh cố gắng sắp xếp đi sớm, tại vì bây giờ nó rất là nặng rồi. Thì để chúng tôi giải quyết cho cái bệnh lý của anh nó nhanh chóng và kịp thời. Nhân đây thì bác sĩ Thảo có thể cung cấp cái địa chỉ với lại số điện thoại của mình để cho anh tiện theo dõi không? Rồi, cái địa chỉ phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức thì nó tọa lạc ở 001 Lô H, chung cư Lê Thị Riêng, đường Nguyễn Giảng Thanh, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại ạ? Số điện thoại là 0906 700345. Dạ, rồi như vậy thì anh có thể theo dõi hoặc là chúng ta có thể liên hệ qua cái số điện thoại cũng như là đến địa chỉ này để chúng ta được thăm khám một cách tốt nhất cũng như là đưa ra cái phác đồ điều trị cho mình. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với một câu hỏi của quý vị khán giả. Xin mời các vị diễn giả, chúng ta sẽ lắng nghe. Alo, tôi tên là Thư ở Tiền Giang. Tôi bị té dập cột sống cổ 2-4 đó chị. Tôi lúc trước thì chưa đi đứng được, nhưng bây giờ đi đứng được rồi, nhưng mà nó còn tê tay tê chân quá, nhất là tê cái lưng, đi đứng yếu. Bây giờ tôi có thể điều trị bên vật lý trị liệu dứt điểm được không? Xin nhờ bác sĩ tư vấn giùm. Dạ, xin cảm ơn anh. Máu này vật lý trị liệu trị là tốt nhất đúng không ạ? Em xin mời chị chia sẻ thêm ạ. Trường hợp của anh đó là do mình bị chấn thương. Chấn thương nó mới ảnh hưởng tới cái đốt sống là C2 cho tới C4. Đốt sống C2, C4 là đợt cột sống cổ. Thay vì anh á, theo cái anh nói sơ qua về cái bệnh lý của anh á, thì tôi nghĩ là do cái vấn đề là dập tủy. Tại vì cột sống cổ nó là tủy sống không ạ? Đó, thì trường hợp của anh là có một thời gian là mình đã nằm một chỗ rồi, và bây giờ mình đã phục hồi lại được rồi, đã đi đứng lại được rồi, thì cái tình trạng tê bây giờ là mình cần phải giải quyết cái tình trạng tê. Tốt nhất là anh cần phải nên đi khám để xem thử là đánh giá lại cái lực cơ của mình. Lực cơ của mình thay vì bình thường nó là 5/5, thì bây giờ anh có đạt được cái lực cơ là 5/5 hay không, hay là chỉ có 4/5 thôi? 4/5 thì mình vẫn đi đứng được, nhưng mà đi đứng yếu, không có giống như cái thời trước khi mình chưa bị chấn thương. Nếu mà lực cơ mà yếu thì mình cần phải tập vận động, chứ nếu mà mình không tập vận động thì nó sẽ dẫn tới cái teo cơ. Teo cơ thì nó làm sao nó yếu chân á, thì rồi mình kiểm tra được các khớp. Tại vì cái tủy sống này á, tủy sống cột sống cổ đó bị dập tủy thì nó sẽ liên quan từ cả hai tay hai chân luôn. Nếu mà chúng ta mà bị chấn thương cột sống thắt lưng không thôi thì nó chỉ ảnh hưởng tới hai chân thôi, là chỉ ngồi xe lăn hay là yếu hai chân là tập hai chân để đi được thì thôi. Còn nếu mà cột sống cổ thì cả bị cả hai tay hai chân, thì hiện tại á, anh là tê và đau cái lưng. Đó là hai cái vấn đề là cần phải giải quyết. Nếu mà đau cái lưng thì mình cần phải khám xem là anh có bị một cái tổn thương nào từ cột sống thắt lưng hay không. Nếu mà mình có chẳng hạn như gai cột sống mà nó gây chèn ép, hoặc là thoát vị đĩa đệm nó gây chèn ép, thì mình cần phải điều trị cột sống thắt lưng. Còn đối với vấn đề tê, là đối với những người mà bị chấn thương tủy sống á, nó hay để lại một cái biến chứng là nó làm cho bệnh nhân tê bì hoặc là tê cứng, hoặc là tê giống như là châm chích á.
có nhiều người là một bên, là có nghĩa là tay phải chân phải, có nhiều người là hai tay, có nhiều người là hết hai tay hai chân. Thì trường hợp của mình là cần phải lên để cho bác sĩ khám lại đi, và mình sẽ đem tất cả các cái, anh cần phải đem tất cả các cái hồ sơ mà từ đó giờ anh nằm viện nè. Anh xem là cái khi mà nằm viện cái hướng điều trị của anh là như thế nào, và từ đó giờ anh có được tập vật lý trị liệu hay là chưa. Và mình sẽ lên trên này thì bác sĩ sẽ, người ta sẽ giải quyết cho mình cái vấn đề là làm sao để cho giảm tê. Giảm tê và cái đau lưng của mình thì cũng cần phải điều trị luôn để cho nó dứt điểm, chứ còn đã bị chấn thương cột sống đã yếu rồi mà còn tê hoặc là đau là nó làm cho người bệnh khó chịu lắm. Chẳng muốn gì hết. Có nhiều người, người ta đau cột sống mà người ta nói là tay chân tôi nó mỏi rã rời, hoặc là nó tê mà nó tê cứng. Đặc biệt là khi mà chúng ta ngủ dậy, ngủ dậy mà lúc mới vừa ngủ dậy là phải ngồi nằm vận động dài ba cái, hoặc là chúng ta sẽ giống như là giống người ta nó tập thể dục tại giường á, tập thể dục tại giường rồi người ta biết bước tiếp người ta đi đứng được trong ngày thì nó khỏe hơn. Có một số người á thì trong ban ngày á, càng làm việc người ta càng đau, hoặc là đi càng nhiều càng đau, đi xa đi không được chẳng hạn vậy á. Hoặc là có nhiều người, người ta cảm thấy, người ta nói là không biết tê của cái tình trạng tê của anh là nó có dẫn tới cái vấn đề là nóng rát hoặc là mất cảm giác chưa. Nếu có một số người mà tê nặng là người ta cảm giác như là người ta tê mà tê nóng rát, tê giống như là bị phỏng lửa hoặc là sắc ớt vậy đó, hoặc là không có cảm giác gì hết, mình cầm một cái vật gì đó là mình không có cái cảm giác đó. Cho nên là mình cần phải lên để cho bác sĩ khám là mình ở cái mức độ như thế nào thì có cái hướng điều trị tốt hơn cho anh. Thì anh là phải điều trị vật lý trị liệu thôi, chứ còn mà có phẫu thuật nữa thì không thể, rất là khó. Thì cột sống cổ nó liên quan tới tủy sống, nó nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Cho nên là mổ cột sống thắt lưng thì hồi giờ nghe mổ nhiều, chứ cột sống cổ thì ít lắm. Và rất là e dè, ngay cả bác sĩ mổ người ta cũng rất e dè về vấn đề cột sống cổ. Dạ, như vậy thì chúng ta phải nhanh chóng đi đến cái phòng khám chuyên khoa để có thể được thăm khám sớm, rồi đưa ra những cái bài tập vật lý trị liệu phù hợp thì mình mới nhanh chóng hết được cái tình trạng tê hiện tại, đúng không ạ? Dạ, bây giờ thì giờ chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi tiếp theo ạ. Mình tên là Quỳnh Thanh Tùng, ở Đức Hòa, Long An á. Bây giờ muốn hỏi bác sĩ là mình bị đau cột sống lưng nhưng mà có đi khám rồi, nhưng mà người ta nói là bị thoái hóa cột sống, nhưng mà nghe trên đài nói thì bệnh viện hốc nó có liên quan đến cái hốc địa điểm. Muốn hỏi bác sĩ là cách trị nó như thế nào và trị ở đâu. Rồi hết rồi. Dạ xin được cảm ơn anh. Câu hỏi này thì xin được mời bác sĩ Thọ sẽ trả lời cho anh ạ. Rồi, xin chào anh. Thì về cái bệnh lý của anh thì anh đã đau cái vùng thắt lưng thì anh đã đi khám rồi. Thì bác sĩ cũng đã chẩn đoán anh là thoái hóa cột sống. Thì anh nói là thoái hóa cột sống là không biết là anh chụp cái phim X quang hay là cái cộng hưởng từ nữa. Thì nếu mà anh có chụp X quang rồi thì bác sĩ đã chẩn đoán thoái hóa cột sống. Thì nếu mà về cái dính thoái hóa cột sống á, thì như từ lúc đầu mình cũng đã nói rồi, thì nó là cái bệnh lý thì nó chưa cái gọi là nghiêm trọng so với thoát vị đĩa đệm. Anh đã bị lâu mà anh đã điều trị, không biết anh điều trị cái phương pháp nào. Có thể là đa số thì là uống thuốc. Thì khi mà uống thuốc á, thì nó chỉ là những cái thuốc đó, nó tạm thời nó tác dụng vô cái vùng mà nó đang bị, nếu mà có chèn ép thì nó chỉ kháng viêm giảm đau và có thể là giãn cơ. Thì khi mà được cơ nó được thư giãn được á, thì cái tình trạng đau thì nó sẽ đỡ cho mình. Nhưng mà khi mà nó hết thuốc á, thì nó sẽ bị cái tình trạng nó sẽ đau lại. Thì bây giờ anh chỉ đau vùng thắt lưng thôi, thì chưa biết anh có bị tê xuống chân hay không. Nếu mà anh phải cố gắng thì sắp xếp cái thời gian anh cố gắng đi tìm những cái phòng khám chuyên khoa để bác sĩ chẩn đoán coi anh là bị đau cái lưng hay là anh bị thoái hóa cột sống hay là thoát vị đĩa đệm để mà mình kịp thời điều trị. Về nếu mà anh đã bị như vậy thì phòng khám chuyên khoa của chúng tôi thì có những cái phương pháp để điều trị cái đau của anh. Thì nếu mà có bị chèn ép ở đây thì chúng tôi cũng cố gắng giải phóng cái sự chèn ép đó, thì lúc đó thì cái tình trạng bệnh anh nó thì nó mới sẽ hết. Dạ xin được cảm ơn bác sĩ Thọ. Chúng ta cùng đến với một câu hỏi giao lưu qua số điện thoại nóng của chương trình ạ. Dạ em tên Thúy, em ở Long An. Em muốn hỏi là mẹ em được 70 tuổi rồi mà bị gai gối thoái hóa đó, rồi em trị vật lý trị liệu ở phòng khám Hợp Đức rồi có hết được không ạ? Dạ em cảm ơn ạ. Dạ xin được cảm ơn chị Thúy. Xin mời bác sĩ Ngọc sẽ trả lời câu hỏi này ạ.
À, dạ trường hợp của mình đó là mẹ của chị, là bị thoái hóa với là gai, à, mà gai ở cái khớp gối. À, trường hợp á mà à, nếu mà là gai ở khớp gối á là nó ở nó thuộc là dày khớp á thì điều trị dễ lắm, nó sẽ nhanh hơn so với mà gai hay thoái hóa cột sống thắt lưng. Nếu mà gai thoái hóa cột sống thắt lưng á là nó do nó chèn ép qua dịch sợi dây thần kinh tọa, giống mình nói là đụng tới thần kinh thì mệt lắm. Nó sẽ dẫn tới tê bì hoặc là dây thần kinh đó nó điều khiển cho mình đi đứng mà. Anh muốn đi đứng được thì phải nhờ dây thần kinh tọa nó điều khiển, mà bây giờ dây thần kinh tọa nó chèn ép làm sao điều khiển được. Đó, nó còn lo nó chưa xong nó sao lo cho người khác, cho nên là mình phải gỡ nó ra từ từ. Còn đối với những người mà thoái hóa hoặc gai khớp gối á thì nó làm chỉ làm cho người bệnh là đi đứng khó. Khó ở đây là do là giữa hai cái khớp gối nó có miếng có sụn chêm, mà do là mình béo phì chẳng hạn nè, hoặc là mình lao động nặng thường xuyên nè, hoặc là mình bị cái vấn đề về loãng xương nè. Loãng xương nó gây ra cái vấn đề thoái hóa, mà thoái hóa thì nó mọc ra cái chòi gai. Nó làm cho cái bao sụn của chúng ta nó sẽ bào mòn đi. Thay vì bây giờ nó dày để nó chêm lót thì mình đi mình êm ái thôi. Tự nhiên nó có cái bậc chêm rồi, nhưng mà khi mà cái miếng sụn của chúng ta nó bị xẹp mỏng lại thì hai cái khớp xương của mình nó sát lại với nhau, là mà cái khớp gối là mình co ra duỗi vô đó. Ví dụ như bình thường ở chính giữa là nó có miếng sụn đây, bây giờ nó xẹp lại, để khi mà mình co lại đi đó là nó thấy nó chạm không? Dạ đúng rồi, nó chạm lại rồi, nó chạm lại rồi á là làm cho bệnh nhân hay kêu rắc rắc, hay là nó hay kêu trong cái khớp gối á. Và chúng ta ngồi xổm là hầu như là không được. Không được. Tại vì giống như tôi mới nói là bây giờ nếu mà dày á, khi mà chúng ta đang ngồi cho đứng lên thì nó dày, còn nếu mà chúng ta ngồi xuống lại như vậy là cái khớp bên đây. Đó, nó nằm như thế này nó là nó làm cho bệnh nhân không thể nào mà thoải ngồi mái, không thoải mái, ngồi chầm hổm là khó nè ha. Đi mà lên xuống cái bậc cầu thang á ha là khó, từ lúc mà mình bước lên thì cái chân bước á nó sẽ đau. Bước chân này thì chân này đau. Chứ không phải là mình đi lên cầu thang mình bước lên là hai chân nó đau cùng lúc, không có. Bước chân nào là chân đó đau. Đó, cho nên là trường hợp của mình, trường hợp của mẹ em á thì cần phải đi điều trị bằng cái phương pháp vật lý trị liệu. Tại vì lớn tuổi rồi, có một số người thì người ta sẽ phẫu thuật thay khớp luôn. Có phẫu thuật thay khớp mà. Nhưng phẫu thuật mà thay khớp lớn tuổi nó khó lắm. Và với lại có một số người phẫu thuật thay khớp thì cũng được, nhưng mà có một số người phẫu thuật thay khớp xong nó làm cứng khớp. Làm cho người bệnh là không co không duỗi được. Nó rất là khó khăn trong cái vấn đề di chuyển. Và nó cũng có cái giới hạn năm. Ví dụ mình thay khớp đó là tùy theo cái mức độ mình chọn. Có cái nếu mà mình chọn loại đắt tiền thì nó hơi lâu hơn xíu, 10 năm chẳng hạn. Có một số mà mình chọn cái loại rẻ tiền, rẻ ở đây cũng phải là 40-50 triệu đổ lên nha. Thì nó khoảng 6-7 năm. Rồi sau mình cũng phải mổ mình thay lại nữa. Thì rất là nguy hiểm và rất là cực. Cho nên là đối với trường hợp mẹ em thì nên điều trị bằng cái phương pháp gọi là vật lý trị liệu á. Là nó có những cái sóng như là sóng siêu âm trị liệu, nó tác động vào bên trong giữa hai cái khe khớp đó, nó giải quyết đi, nó giúp cho cái tình trạng viêm nó giảm, mà hơi mà giảm viêm là nó sẽ đỡ đau. Và nó sẽ ngăn ngừa, nó không làm cho cái khi mà mình đã điều trị rồi, khi nó hết viêm rồi thì nó đâu có còn tổn thương nữa. Thì nó không có làm cho cái sụn chêm đó nó bào mòn. Thì tốt nhất là điều trị vật lý trị liệu nó vừa êm ái nữa, mà nói là vừa nhanh hết bệnh. Cái bệnh này á, thì mẹ em sẽ cảm nhận mỗi ngày. Ví dụ như bây giờ đang đau như thế này, đau dữ dội nè, ngồi chậm hẩm khó nè ha. Mới điều trị chừng 3 ngày thôi là thấy cảm thấy là đi đứng thấy nó nhẹ hơn rồi đó. Là tự chính người bệnh người ta cảm nhận luôn. Tới ngày thứ 7 là hầu như là người ta giảm 5-60% chẳng hạn vậy. Thì số 4-50% còn lại thì mình điều trị tiếp tục một tuần nữa. Và nhắc cho em thêm là đi đứng là mình phải có một cái bó gối để bó hai chân để bảo vệ, giống như cầu thủ mà người ta họ đá banh người ta có để sợ bảo vệ cái dây chằng á, đừng có bị giãn á, lỡ mà có chấn thương thì nó cũng sẽ đỡ hơn. Xin được cảm ơn bác sĩ Ngọc. Chúng ta cùng đến với một câu hỏi nữa giao lưu qua điện thoại. Lương Nhân Trung, cho hỏi bác sĩ, người có bệnh như năm nay 55 tuổi nhưng mà nó bị đĩa đệm thoái hóa đốt sống lưng L1, L2 là 5S1, em bị thoát vị đĩa đệm cách nay khoảng mới chụp MRI khoảng 3 tháng, em mới đào hơi cặn cái bên hai cái mông thôi. Chi phí điều trị thời gian nằm tại chỗ đó khoảng bao lâu ra Bạc Liêu? Dạ xin được cảm ơn chú đã quan tâm đến chương trình, xin được mời bác sĩ Thọ sẽ trả lời câu hỏi này ạ.
Rồi, tôi xin chào chú. Thì chú vừa có miêu tả thì chú đã đi chụp cộng hưởng từ, thì chú có bị thoát vị địa điểm ở L5S1, vị gai thái hóa ngay L1, L2. Thì cái vấn đề của chú thì muốn cái vấn đề quan trọng nhất là cái chỗ ngay phần thoát vị địa điểm, chỗ ngay L5S1. Thì khi mà chú đã bị chèn ép ra vùng rễ thần kinh thì chú mới bị đau hai mông thôi, thì cái phần của cái thần kinh thì nó mới chèn rất là ít. Nếu mà chú đã 3 tháng rồi thì chú chắc cũng đã đi điều trị rất là nhiều phương pháp, và có điều trị nội khoa hay là châm cứu gì đó, thì bây giờ thì tôi không biết thì chú đã điều trị cái gì. Thì bây giờ thì chú nên sắp xếp, tại vì nó đã chèn ép rồi, thì bây giờ sắp xếp thời gian sớm nhất để mình có thể lên phòng khám chuyên khoa để mình điều trị cho nó hợp lý. Thì bây giờ mình đã chèn ép thì bây giờ cái phương pháp vật lý trị liệu can thiệp rất là hiệu quả. Thì ở đây chúng tôi có nhiều cái máy móc kỹ thuật cao. Thì như ví dụ như cái máy kéo giãn cuộc sống thì nó sẽ được khi mà nó kéo thì cái đĩa đệm giữa hai cái đốt sống nó có cái khoang đĩa đệm, nó có áp suất âm, thì nó hút cái phần đĩa đệm mà nó đang bị chèn ép chỗ của chú là 5S1, nó đi vào trong cái đúng ngay cái vị trí mà ban đầu của nó, thì nó sẽ gỡ được cái chỗ chèn ép rễ đó, thì hai cái vùng thắt lưng của chú nó sẽ hết đau và hai cái mông chú sẽ hết cảm giác tê. Thì ngoài cái máy kéo đó thì mình còn có kỹ thuật tác động cuộc sống, thì còn hay gọi là di động cuộc sống. Thì ở đây thì mình sẽ trực tiếp do những cái chuyên viên vật lý trị liệu sẽ tác động vô cái vùng đốt sống của chú thì mới gỡ được cái sự chèn ép đó. Thì chú cứ tìm hiểu đi, thì những cái như châm cứu thì họ chỉ tác động về phía ngoài da thôi, thì nó chỉ là cái giúp cho chú đỡ đau một phần nào đó thôi. Thì cái phương pháp vật lý trị liệu thì mình sẽ tác động trực tiếp vô cái gốc luôn, thì lúc đó thì cái bệnh lý của chú này thì nó sẽ hết. Thì về cái khoản chi phí điều trị của như nơi ở phòng khám chuyên khoa Ngọc Đức của chúng tôi á, thì mỗi môn như vậy á, thì nó chỉ khoảng 50.000 thôi. Thì nếu mà nó đã chèn ép xuống mông thì mình sẽ kết hợp nhiều phương pháp, ngoài ra có sóng siêu âm, sóng dòng điện trị liệu, thì mình tác động vừa ở phía trong vừa ở phía ngoài. Như sóng siêu âm thì nó tác động tới 5 cm, như lúc đầu bác sĩ Ngọc cũng đã nói, thì nó sẽ giúp những cái phần bị viêm, thì mình sẽ kháng viêm với đó, nó thay thế cho thuốc luôn. Giữa cái kết hợp như vậy thì mỗi môn thì khoảng 50.000, thì mình khoảng 5 môn điều trị cho chú thì khoảng tầm 200-260. Thì với cái mức chi phí đó thì so với cái chi phí mà để sau này mà bệnh lý của bác có nặng hơn á, thì so với mổ á, thì nó không đáng nhầm nhò gì hết. Còn về cái chi phí ở lại của nơi chúng tôi á, thì chỉ khoảng 50.000 cái tiền ở lại, và có nơi ăn nơi ở, thì nó thuận tiện cho những người ở xa như bác. Có thể nói là cái điều kiện rất là tốt. Thưa bác sĩ Ngọc, đối với một cái người bác sĩ thì khi mà mình điều trị cho những bệnh nhân á, thì cái việc bệnh nhân khỏe lại thì đó hẳn là một cái niềm vui rất là lớn đối với mình. Thì bây giờ chị có thể chia sẻ với lại quý vị khán giả là chúng ta đã từng gặp những cái trường hợp thoái hóa cột sống, thoát vị địa điểm, và rồi họ đã khỏi như thế nào, và họ đã chia sẻ niềm vui đối với mình như thế nào ạ? Tôi có điều trị cho cái bệnh nhân mà người ta lại bị cái mảnh rời, giống như tôi nói là mảnh rời là phải phẫu thuật, mảnh rời là đụng tới là phải phẫu thuật để gấp nó ra thôi. Nhưng mà tôi kêu người ta nói người ta sợ lắm. Bây giờ sợ quá thì uống thuốc thì nó không có giải quyết được cái vấn đề. Uống thuốc thì hết thuốc nó cũng sẽ đau lại thôi. Có một số người người ta uống thuốc đến nỗi mà bệnh nhân đưa ra tới một bịch thuốc mà tương đương, tôi nếu mà tôi cân ký chắc phải là 1 kg. Tại vì tới mà bác sĩ này là ta cho uống thuốc, uống 2-3 bữa, 3-4 bữa hay là 1 tuần gì đó, thấy không hết, nhảy qua bác sĩ này. Cứ riết mà tôi thấy một cái bọc thuốc thật bự, nếu mà tôi cân ra chắc cũng phải là 1 kg. Tôi nhìn là tôi đã ngán ngẩm rồi. Rồi sau này tôi thấy là bị quá trời thuốc, ủa sao thuốc gì dữ vậy, thì kể là như vậy. Rồi tiếp theo là thuốc dạ dày, rối loạn tiêu hóa, đi tiêu đi tiểu khó. Rồi sao uống thuốc quá đó dẫn tới là dạ dày sao chịu nổi, rồi gan, rồi thận sao mà chịu nổi. Nó chỉ là giải quyết cơn đau hết rồi nó sẽ đau lại. Đó, cho nên là có cái trường hợp mà bệnh nhân này thì người ta nói bây giờ tôi sợ phẫu thuật lắm. Thì thôi bây giờ tôi cho sẽ áp dụng bằng cái phương pháp vật lý trị liệu thử trong 1 tuần để thêm cái cảm nhận mình như thế nào. Thì sau khi điều trị 1 tuần thôi, người ta nói người ta hết
50%. Lại hiệu quả hơn so với những người mà người ta bị thoát vị đi đệm nhẹ nha. Đó, không phải không, tôi bây giờ khoa học người ta cũng không chứng minh luôn. Là tôi không biết hiểu, là tôi nghĩ là do cơ địa. Là chắc là như giờ cũng là hai anh cùng bị, nhưng mà cái anh kia cơ anh mềm mại. Nhưng mà có số người cơ người ta co thắt, người ta hay nói là cơ anh săn anh chắc. Rồi muốn nhiều cơ thì nó nhão. Chẳng hạn vậy, thì tùy cơ địa của mỗi người. Anh này mới một tuần thì anh đỡ nhiều, xong điều trị tiếp theo 2 tuần nữa thì anh hết hẳn. Thì bây giờ lâu lâu anh có thể tới đây một lần. Đó là những trường hợp mà mảnh rời. Họ rất là vui, tại vì không có, đó là sợ phẫu thuật rồi mà gặp cái này nó hết bệnh nữa. Bây giờ không uống thuốc uống men gì nữa, chứ hết phải đi đâu, phải mang theo cái bịch thuốc. Đó, thì người ta đối với vấn đề về cuộc sống á, là đa phần là điều trị là dứt điểm, nhưng mà đi những trường hợp nặng thì nó điều trị không dứt điểm, là không dứt điểm ở đây là điều trị tới 70-80%. 70-80%, có người thì 80-90%, hay là cái mức độ đau nó giảm ở cái mức đó, cái nó ngưng lại, nó không còn, nó không có giảm nữa. Đau mà đau dễ chịu. Đau thì khi mình làm việc mình mới đau, hoặc là đau nhẹ thôi, chứ không còn đau nhức mà đau thấu xương. Nằm cũng đau. Đó thì nó giải quyết được cái tình trạng khó chịu của mình nếu mà mình không phẫu thuật. Và qua đây tôi cũng, chương trình thì nó cũng đã có thời gian có giới hạn, cho nên là tôi cũng khuyên quý vị khán giả, những người mà chưa bị á, thì mình cần phải có những cái tư thế tốt. Tư thế tốt ở đây là giống như tôi nói, là làm việc phải cho nó nghỉ ngơi. Mình làm việc cho 1 tiếng mình phải đứng dậy mình uống nước. Hoặc là làm việc với cái tư thế ngồi thẳng như tôi như thế này, chứ đừng có khum lưng, hoặc là cứ lo chú tâm công việc cúi. Nhiều người văn phòng thì cúi, hoặc là những người buôn bán mà người ta viết nhiều người ta cũng cúi. Hoặc là như người thợ sơn người ta phải ngửa, hoặc là đặc biệt các bác anh quay phim người ta anh phải ngửa như thế này. Hoặc là bác sĩ phẫu thuật thì người ta, nha khoa phẫu thuật người ta phải cúi như thế này. Đó, thì những trường hợp như thế này thì nó sẽ làm mất cái quân bình lực cơ, thì nó dễ dẫn tới cái thoát vị đi đệm. Thì mình cần phải cho cái cơ nó nghỉ ngơi, mình cứ làm việc đi rồi tới mình cứ thả lỏng một chút xíu rồi mình làm tiếp, cũng không có cái ảnh hưởng tới công việc mình nhiều. Và đối với những người mà bị rồi thì chúng ta cần phải có, nếu mà mình chưa có sắp xếp điều trị bằng cái phương pháp vật lý trị liệu được á, thì trên trang web của Phục hồi chức năng Ngọc Đức của chúng tôi thì có một cái bài tập về nhà. Đối với những người mà đau cuộc sống thắt lưng thì mình sẽ tập bài tập lưng. Đối với những người đau cuộc sống cổ thì sẽ có những cái bài tập cuộc sống cổ, thì mình tập trước ở nhà thì nó sẽ giảm được 30%. Nó sẽ giảm, nó làm cho cơn đau của mình dịu. Tại vì các bài tập đó nó làm cho cơ nó mềm mại đi, nó sẽ giãn cơ ra, cơ nó sẽ mềm mại, nó giảm co thắt. Thì bệnh nhân sẽ đỡ đau, rồi sau đó mình sắp xếp được thời gian thì tới với chúng tôi. Chỉ cần gõ vào phòng khám chuyên khoa Phục hồi chức năng Ngọc Đức, thì trên trang web đó là tôi đã có hướng dẫn bài tập rồi. Và đối với những người mà bị cột sống thì cần phải bảo vệ bằng cái nẹp lưng. Nẹp lưng là đi đứng mình cần phải đai, tại vì khi mình thoát vì đi đệm đau lưng mà mình đi xe là ngồi lâu đâu có được đâu, cho nên là có cái đai thì mình ngồi nó sẽ xa hơn, và nó sẽ bảo vệ lỡ mà cái ổ gà nó có dòng có sốc thì đi đệm nó không có thoát ra ngoài thêm. Đối với những người bệnh nhân mà bị cột sống cổ thì người ta ngủ người ta hay kê, lấy cái khăn người ta cuộn lại, người ta kê vùng cột sống cổ cho nó thoải mái, thì phòng khám của chúng tôi nó sẽ có cái gối cho người cột sống cổ, là nó nâng đỡ được cái cổ giống như cái khăn cuộn vậy đó, và nó nâng đỡ được cái đầu luôn. Mà cái chi phí nó cũng không cao, khoảng có 190.000 cái thôi. Đối với người mà đau gối thì phải có cái bó gối. Đó, thì mình có những cái dụng cụ hỗ trợ thì nó sẽ làm đỡ đau cho mình hơn. Và tốt nhất là nên quan tâm tới các cái bài tập về nhà. Và tư thế đúng khi làm việc. Xin được trân trọng cảm ơn bác sĩ Ngọc, bác sĩ Thọ đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay, và cũng xin được trân trọng cảm ơn phòng khám chuyên khoa Ngọc Đức thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với chúng tôi thực hiện chương trình này. Những câu hỏi chưa trả lời xong thì chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc qua số điện thoại mà bà con đã cung cấp cho chúng tôi để trả lời tiếp. Và nếu như mà bà con có quan tâm thêm thì chúng ta cung cấp lại một lần nữa địa chỉ cũng như là số điện thoại rồi trang web để người dân mình có thể tiện liên lạc ạ. Nếu mà quý vị có quan tâm để điều trị không phải phẫu thuật, là điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu á, thì có thể tới phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức của chúng tôi, nằm ở thành phố Hồ Chí Minh. Phòng khám của chúng tôi thì nó nằm ở sau lưng công viên Lê Thị Riêng, nó nằm ở quận 10 á, sau lưng công viên Lê Thị Riêng, và cái số địa chỉ là 001 thuộc lô H chung cư Lê Thị Riêng, đường Nguyễn Giảng Thanh, phường 15, quận 10. Và có số điện thoại tư vấn là để cho bệnh nhân mà trước khi mà mình tới, mình cần phải tư vấn là mình đi điều trị là điều trị bao nhiêu lâu, cái đối với cái bệnh của mình như thế thì làm bao nhiêu môn chẳng hạn vậy á, rồi mình cần phải đem phim đem ảnh gì hay không, hay như thế nào để muốn cho bác sĩ người ta sẽ tư vấn cho mình, thì có thể gọi vào số là 0906 700 345 hoặc là 028
0922 36 98 98 thì để được tư vấn cụ thể hơn cho mình. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Ngọc. Chương trình đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình này sẽ được phát lại vào lúc 7:30 ngày 22 tháng 12 năm 2017 trên sóng LA34. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.